Tôi là Đỗ Hồng, xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay ngày thứ ba, 9 tháng 6 năm 2009, bản tin Thủ đô và Thành Đốn xin được gửi đến quý vị phần tóm lược những tin mới nhận được, phần mạng đàm giữa Nguyễn Văn Khanh và Kim Nhung từ California. Và sau cùng là phần nhận định thời sự với Nguyễn Tự Tính. Trước hết, kính mời quý khán thính giả theo dõi phần tin tóm lược. Tổng thống Barack Obama cho Quốc hội biết cuối tuần qua là thời gian để đưa ra thảo luận về việc cải tổ y tế và mong muốn dự luật này tới bàn viết của ông trễ nhất là vào tháng 10. Thế nhưng tuần này đã cho thấy sự khó khăn và phức tạp của dự luật này. Tại Thượng viện, những nhà điều chỉnh chính đưa ra thảo luận hôm qua đã bị bế tắc trong việc có nên tạo ra một kế hoạch bảo hiểm do chính phủ điều khiển để cạnh tranh với các nhà bảo hiểm tư nhân hay không. Đó là điều mà Tổng thống Obama và hầu hết các đảng viên Dân Chủ mong muốn, trong khi phần lớn các đảng viên Cộng Hòa chống đối mạnh mẽ. Tại Hạ viện, hôm nay, những lãnh tụ thuộc đảng Dân Chủ đang chuẩn bị phát họa kế hoạch của họ cho việc cải tổ. Kế hoạch của họ bao gồm chương trình bảo hiểm do chính phủ điều khiển để cạnh tranh với các nhà bảo hiểm tư nhân, cùng với điều khoản bắt buộc mới cho tất cả mọi người là họ đều phải có bảo hiểm y tế. Phần lớn các đảng viên Cộng Hòa đều cho rằng sự chọn lựa chương trình bảo hiểm do chính phủ điều khiển sẽ làm tiêu hủy hệ thống bảo hiểm tư nhân. Hôm qua, Tổng thống Barack Obama hứa đẩy mạnh việc chi tiêu từ ngân quỹ kích thích kinh tế 787 tỷ Mỹ Kim để tạo ra hay giữ lại 600.000 việc làm vào cuối mùa hè năm nay. Đó là một nỗ lực để chuyển hướng sự chú ý của công luận ra khỏi tình trạng thất nghiệp đang gia tăng và đáp trả lại sự chỉ trích cho rằng tiền bạc không được lưu hành đủ nhanh chóng. Những hứa hẹn đó của Tổng thống Obama không có gì mới mẻ bởi vì việc chi tiêu của kế hoạch kích thích kinh tế luôn luôn được kỳ vọng gia tăng mạnh vào mùa hè và Tòa Bạch Ốc cũng đã từng tiên đoán về 600.000 việc làm này trong một tháng qua. Ông Obama hiện đang đương đầu với ý kiến của công chúng về cách thức đảm đương kinh tế của ông khiến cho mất đi 1 triệu 6 việc làm kể từ khi luật kích thích kinh tế được ký duyệt hồi tháng 2. Con số tổng cộng này đã làm lu mờ những loan báo của Tòa Bạch Ốc ước đoán rằng nỗ lực của chính phủ đã giữ lại được 150.000 công việc, là một con số không thể được kiểm chứng. Một số các kinh tế gia nói rằng kinh tế sẽ không cho thấy sự nâng đỡ nào từ kế hoạch kích thích vào trước năm tới. Tối cao Pháp viện đã phán quyết đình hoãn việc sáp nhập công ty xe Chrysler với công ty sản xuất xe Fiat của Ý Đại Lợi. Vị thẩm phán tòa khai phá sản thụ lý vụ án của Chrysler trước đây đã chấp thuận cho hầu hết những tích sản giá trị của công ty, chẳng hạn như các cơ xưởng sản xuất, các đại lý bán xe và các hợp đồng được trở thành một phần của một công ty mới mà Fiat sẽ nắm giữ cổ phần đáng kể. Hôm qua, thẩm phán Ruth Bader Ginsburg của tối cao Pháp viện đã ban hành phán quyết theo lời thỉnh cầu xin đình hoãn việc đó của cơ quan cấp quỹ hưu bổng thuộc tiểu bang Indiana, là những người đã tranh cãi cho rằng họ và những người khác xứng đáng được tòa án khai phá sản đối xử tốt hơn. Không có lý do nào được đưa ra trong lệnh đình hoãn và cũng không có chi tiết nào về việc tòa án cao nhất nước này sẽ giải quyết vấn đề nhanh chóng ra sao. Chrysler cho biết họ không đưa ra lời bình luận nào về phán quyết của tối cao Pháp viện. Trong khi đó, Bộ Tài chánh đã đưa ra một văn bản cho rằng họ thông hiểu vấn đề này là một sự gia hạn hành chánh nhằm cho phép tòa án có đủ thời gian xác định về lời điểm của thỉnh cầu nói trên. Gia đình của hai nữ ký giả Mỹ bị bắt hàng tuyên án 12 năm tù lao động khổ sai đã khẩn khoản yêu cầu chính phủ cứng rắn này hãy khoan hồng cho họ, trong lúc có nhiều hy vọng là chính phủ Hoa Kỳ sẽ phái một đặc sứ đến Bắc Hàn để điều đình cho việc phóng thích họ. Bản án đối với hai ký giả Laura Ling và Yuna Lee vào ngày hôm qua là một thách thức mới đối với Tổng thống Barack Obama, là người hồi tuần rồi đã hứa xem xét thật kỹ lưỡng tới những biện pháp gắt gao hơn đối với Bắc Hàn, vì nước này đã chẳng những không chịu chấm dứt chương trình hạt nhân mà lại còn mở cuộc thử nghiệm nguyên tử lần thứ nhì vào ngày 25 tháng 5 vừa qua. Trong một văn bản chung được đưa ra vào ngày hôm nay, cả hai gia đình của các ký giả này đã bày tỏ hy vọng rằng chính phủ Hoa Kỳ và Bắc Hàn sẽ đạt được một sự thỏa thuận để phóng thích cho người thân của họ. Và đồng thời, họ cũng yêu cầu chính phủ Bắc Hàn hãy tỏ lòng thương xót để khoan hồng cho bà Laura Ling, 32 tuổi, là người đang ở trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, và bà Yuna Lee, 36 tuổi, có đứa con gái 4 tuổi đang có dấu hiệu khổ sở vì sự vắng mặt của mẹ. Hai nữ ký giả này làm việc cho đài truyền hình Current ở California, của cựu phó tổng thống Al Gore, đã bị bắt giữ vào ngày 17 tháng 3 gần biên giới Trung Quốc-Bắc Hàn, là nơi họ đang tường trình về việc buôn phụ nữ. Tuy nhiên, không rõ là họ đã lén trốn sang Bắc Hàn hay các nhân viên an ninh đã vượt qua biên giới để vào lãnh thổ Trung Quốc bắt giữ họ. Bắc Hàn đã cáo buộc họ về tội có hành động thù nghịch và nhập cảnh bất hợp pháp, nhưng lời cáo buộc chính thức lại không rõ ràng. Trước nguy cơ đối đầu quân sự, chính phủ Obama đang làm áp lực để Liên Hiệp Quốc đưa ra những bước tiến mới nhằm cắt đứt khả năng bán dụng cụ hạt nhân của Bắc Hàn, bao gồm cả việc vận chuyển bằng đường hàng không và đường biển để chuyển giao những nguyên liệu và dụng cụ hạt nhân được bán ra từ nước này và nhập vào nước này. Mối quan tâm chính của Hoa Kỳ là Bắc Hàn có thể nhanh chóng phân phối trên toàn cầu nguyên liệu và vũ khí hạt nhân cùng với phi đạn. Thế nhưng nếu nỗ lực của Liên Hợp Quốc cung cấp quyền hạn bắt buộc tàu bè bị nghi ngờ có chở những nguyên liệu cấm phải đi vào hải phận quốc tế như sự cổ động của Hoa Kỳ,
thì họ sẽ gặp ngay phản ứng bạo động của Bắc Hàn là nước đã nhiều lần công khai lên tiếng cho rằng việc trừng phạt của Liên Hợp Quốc sẽ đưa tới hành động quân sự. Một tờ báo của nhà nước Bắc Hàn hôm qua đã cho biết rằng Bình Nhưỡng sẽ xem xét bất cứ một biện pháp cấm vận nào cũng là sự tuyên chiến và họ sẽ có những biện pháp tự vệ thích ứng. Cũng trong ngày hôm qua, tùy viên báo chí Robert Gibbs của Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng thống Obama sẽ thảo luận về tình hình Bắc Hàn với Tổng thống Lee Moon-bak của Nam Hàn trong cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 16 tháng 6 sắp tới. Đồng thời, Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng phản đối bản án 12 năm lao động của Bắc Hàn đối với hai nữ ký giả Mỹ nói trên. Hôm qua, Ngũ Giác Đài nói rằng quân đội Hoa Kỳ đã không tuân theo chiến thuật và thủ tục thích hợp trong vụ không kích nhắm vào các tay súng Taliban hồi tháng rồi. Phát ngôn viên Geoff Morrell của Ngũ Giác Đài cho biết con số dân quân Taliban bị giết trong trận không kích ngày 4 tháng 5 vừa qua nhiều hơn rất nhiều so với con số thường dân tử vong. Thế nhưng ông Morrell ghi nhận một số vấn đề trong phương cách mà vụ không kích được thực hiện, chẳng hạn như các nhà điều tra cho rằng các chiến đấu cơ Hoa Kỳ đã không tuân theo những thủ tục thích hợp. Bộ trưởng Quốc phòng là ông Robert Gates đã tường trình về kết quả mà một vị tư lệnh trung ương điều tra về vụ không kích đó, nhưng các viên chức Ngũ Giác Đài đã không khai triển những khám phá đó. Bản báo cáo kết luận chỉ phân tích sự việc xảy ra hồi đầu tháng 5 mà không đưa ra những quan sát về việc sử dụng phi cơ oanh tạc hay phi cơ thám thính không người lái để mở cuộc không kích ở ao Phú Hãn. Bản báo cáo này cũng không đề nghị biện pháp kỷ luật nào đối với các nhân viên liên hệ. Một dự án chuyên chở công cộng lớn nhất nước đã được khởi công vào ngày hôm qua với sự trợ giúp của Quỹ Kích thích Kinh tế khi các viên chức công chánh cho động thổ ở đường hầm xe lửa chở hành khách thứ nhì dưới lòng sông Hudson ở New York. Đường hầm mới này sẽ nối liền New Jersey với New York và gia tăng gấp đôi khả năng chuyên chở trên hành lang xe lửa đông đảo nhất nước chạy từ Washington tới Boston của tiểu bang Massachusetts. Các viên chức tham dự lễ động thổ cho dự án trị giá 8,7 tỷ Mỹ Kim trước khi đi vào đường hầm hiện tại đang hoạt động từ năm 1908. Bộ Vận tải loan báo rằng họ cam kết đóng góp 3 tỷ Mỹ Kim cho dự án này. Trong số đó có 130 triệu Mỹ Kim được trích từ ngân quỹ của luật tái đầu tư và phục hồi Hoa Kỳ. Đây là cam kết lớn nhất đối với bất cứ một dự án chuyên chở nào ở bất cứ nơi nào trên toàn quốc trong lịch sử của Bộ Vận tải. Những nước đối tác mậu dịch lớn nhất của Hoa Kỳ đang cảnh cáo rằng những bước xúc tiến về việc bảo vệ mậu dịch của Quốc hội Mỹ có thể gây nguy hại tới mối giao thương, mặc dù Tổng thống Barack Obama trấn an rằng ông mong muốn giữ cho thị trường Mỹ được mở rộng. Các doanh gia ở Liên hiệp Âu Châu và Canada đã than phiền rằng họ phải đóng cửa thị trường Hoa Kỳ bởi vì điều khoản Buy American trong dự luật kích thích kinh tế được thông qua hồi tháng 2, buộc phải sử dụng sản phẩm do Hoa Kỳ chế tạo. Các viên chức Liên Âu và Canada lo ngại rằng việc thi hành này sẽ lan rộng vì Quốc hội Hoa Kỳ đang xem xét cho cộng thêm những biện pháp tương tự vào các dự luật chi tiêu khác. Những người ủng hộ chủ trương Buy American mong muốn bảo đảm rằng hàng tỷ Mỹ Kim tiền thuế được chi ra để làm hồi sinh nền kinh tế sẽ tạo ra công ăn việc làm trong nước. Hiện tại, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đang ở mức cao nhất trong 25 năm qua. Trong khi đó, các nhà xuất cảng Hoa Kỳ lại e ngại rằng những điều khoản đó sẽ gây tác dụng ngược lại, khiến cho mất thêm việc làm tại Mỹ khi những quốc gia trả đũa lại. Một số thành phố ở Canada đã bắt đầu tẩy chay sản phẩm Mỹ, đồng thời các viên chức Liên Âu và Canada cũng cho biết họ đang duyệt xét những chọn lựa của họ về vấn đề này. Kính thưa quý vị, chương trình phát hình của bản tin Thủ đô Thành Đốn xin tạm ngưng ở đây và sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.